Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, dạy họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho các con. Và đây, thầy ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế. Câu kinh thánh mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả hôm nay được trích trong Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên, lễ Chúa Giêsu lên trời. Phi hành gia Yuri Gagarin của Liên Xô, sau khi đã bay nhiều vòng trong vũ trụ, khi trở về trái đất đã tuyên bố: "Tôi chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả." Thế nhưng, nhà bác học Isaac Newton khi quan sát vũ trụ bằng kính viễn vọng thì lại thốt lên một cách rất là khiêm nhường: "Tôi đã nhìn thấy Thiên Chúa qua kính viễn vọng của tôi." Người Kitô hữu là những người tin vào Đức Giêsu phục sinh và lên trời cả hồn lẫn xác. Vậy chúng ta trả lời cho vấn nạn đó như thế nào? Chúa Giêsu lên trời nghĩa là gì? Chúa Giêsu lên trời nghĩa là gì? Nay người ở đâu? Việc Chúa Giêsu lên trời có liên hệ gì tới cuộc sống hiện tại của tôi hay không? Đó là những câu hỏi mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả hôm nay. Theo quan niệm của người Do Thái xưa, cách đây hơn 2.000 năm, vũ trụ này chia làm 3 phần. Phần dưới đất là âm phủ dành cho người chết, phần trên mặt đất dành cho loài người đang sống là chúng ta, và trời là thế giới của thần linh, của Thiên Chúa, của các thánh. Để thích ứng với quan niệm bình dân này, các giáo lý viên ngày xưa đã trình bày mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu sống lại, Đức Giêsu đi từ âm phủ lên mặt đất. Giai đoạn kế đó là lên trời. Đức Giêsu bay từ mặt đất lên thế giới của Thiên Chúa, của thần linh. Trình bày như vậy thì dễ hiểu đó, nhưng không hoàn toàn đúng với thực tế. Và hậu quả tai hại là người ta dễ hiểu lầm rằng khi lên trời như thế, Chúa Giêsu sẽ đi xa trái đất và cuộc sống của con người. Vì trời thì ở trên cao xa tắp, đâu có liên hệ gì với trái đất nữa. Những chữ lên trời bị chi phối bởi cách suy nghĩ có giới hạn của con người chúng ta. Theo cách suy nghĩ đó, các biến cố xảy ra luôn luôn được gắn liền với các vị trí trong không gian. Thực ra trời ở đây không phải là một nơi, và lên không có nghĩa là nơi đó ở trên cao. Lên trời ở đây không thể hiểu theo nghĩa địa lý, vì trời hay thiên đàng là một trạng thái hơn là một nơi trốn. Chúng ta đang sống trong không gian và thời gian nên định vị trí mọi sự theo hai trục đó. Điều cốt yếu mà Thánh Kinh muốn dạy về mầu nhiệm thăng thiên hôm nay là Đức Giêsu đã ra khỏi thế giới trần thế bị tội lỗi làm nhiễm độc và một ngày kia sẽ tiêu tan để tiến vào một thế giới mới. Trong đó Thiên Chúa ngự trị tuyệt đối và vật chất đã biến đổi, đã thấm nhuần tinh thần. Thực ra khi Chúa Giêsu sống lại, người đã lên trời rồi, theo kiểu nói của Kinh Thánh, nghĩa là người đã bước vào cõi vinh quang của Thiên Chúa Cha, ngự biên hữu Chúa Cha, mặc lấy vinh quang và quyền năng của Chúa Cha. Trong 40 ngày sau sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần để dạy dỗ và củng cố đức tin cho các tông đồ. Giáo hội đã được thiết lập, nay được củng cố để được sai đi. Như vậy sự kiện lên trời mà phụng vụ giáo hội kính nhớ hôm nay có một ý nghĩa rất là sâu xa. Nó chấm dứt thời gian Chúa hiện diện giữa nhân loại bằng thân xác, chấm dứt thời gian huấn luyện các tông đồ, một thời điểm có tính cách quyết định của lịch sử ơn cứu độ
là Đức Kitô ban những giáo huấn cuối cùng, trao ban những chức vụ phải thi hành trong giáo hội, chuẩn bị cho các tông đồ thi hành sứ mạng chứng nhân của đấng phục sinh trong thế giới mới. Từ nay trở đi, người sẽ hiện diện với chúng ta một cách vô hình, với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thân xác Đức Giêsu đã được thần khí hóa và đi vào cõi vĩnh hằng của Chúa Cha. Sự hiện diện này thâm sâu hơn và hiệu năng hơn. Khi còn ở trong thân xác, Chúa Giêsu chỉ ở bên cạnh chúng ta mà thôi, bên cạnh một số người mà thôi. Từ nay, với quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu sẽ hiện diện trong lòng mỗi một người có niềm tin, trong tâm hồn tất cả những ai tin vào Người. Chúng ta biết rằng khi hai người yêu nhau thì họ luôn luôn nghĩ đến nhau, họ luôn luôn muốn sống bên nhau. Nhưng tới một giây phút nào đó, họ cảm thấy sống bên nhau vẫn chưa đủ. Nhà thơ Xuân Diệu đã diễn tả chân lý ấy một cách rất là sâu sắc. Hai người tình ngồi sát bên nhau, ôm lấy nhau mà vẫn còn thấy rất là xa xôi. Những người yêu nhau muốn sống trong nhau, nhưng điều đó không thể xảy ra giữa loài người được, vì dẫu sao thân xác của mỗi người vẫn tạo ra một ngăn cách. Điều con người không thể làm được thì Thiên Chúa đã làm. Đức Giêsu một khi ngự bên hữu Chúa Cha đã hoàn toàn mặc lấy quyền năng Chúa Thánh Thần. Người đến ngự trong tâm hồn mỗi một người có niềm tin, chính Người đã nói: ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy. Để chúng ta hiểu hơn về sự hiện diện này, Chúa đã dùng một dụ ngôn cây nho và cành nho. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Thiền sư Suzuki rất tâm đắc với huyền nhiệm này khi viết: Thiên Chúa ở trong con người, và con người ở trong Thiên Chúa. Chúa là người và người là Chúa, mà Chúa vẫn là Chúa và người vẫn là người. Quả thật đó là điều kỳ bí nhất của tôn giáo, một nghịch lý thâm sâu nhất của triết học. Chúa về trời gợi lên trong tâm hồn chúng ta một khát vọng quy hướng về người, để rồi đối với chúng ta không còn hạnh phúc nào lớn hơn là được ở trong người, đón nhận sự sống sung mãn người ban tặng, nhận thức được niềm hạnh phúc ấy. Đời sống cầu nguyện của người tín hữu sẽ có một sự thú vị ngọt ngào. Thưa quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả, một điểm khác cần được ghi nhận nơi đây. Bản tin mừng hôm nay kết thúc phúc âm của Thánh Matthew, nhưng thực ra là một sự khởi đầu, một sự khai mở, đó là khai trương công cuộc truyền giáo toàn cầu. Hình thức của việc truyền giáo này được chỉ định trong bài phúc âm ngày hôm nay một cách rất là rõ ràng. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy truyền cho các con, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thầy ở cùng các con. Terry Fox đang theo học tại một đại học ở Canada thì các bác sĩ chuẩn đoán anh bị ung thư xương. Một thời gian ngắn sau đó,
người ta phải cắt bỏ chân phải của anh đến tận đầu gối. Không ngồi than thân trách phận, anh đã quyết định thực hiện một cuộc chạy xuyên Canada để đánh động người khác về những đau khổ đến từ bệnh ung thư. Ngày 12 tháng 4 năm 1980, anh nhúng cái chân giả vào Đại Tây Dương để bắt đầu một cuộc marathon cho niềm hy vọng. Ngày 1 tháng 9 năm 1980, những bước chân bền bỉ của anh đã thu ngắn lại vì bệnh ung thư đã lan đến phổi. Ngày 28 tháng 6 năm 1981, một tháng trước ngày sinh nhật thứ 23 của mình, anh đã qua đời. Nhưng giấc mơ của anh muốn thu góp mỗi một người dân Canada $1 để nghiên cứu chống ung thư đã được thực hiện. Cuộc marathon cho niềm hy vọng đã mang về cho hội chống ung thư hơn $24 triệu. Terry Fox đã trở nên một người hùng được nhiều người bạn trẻ hâm mộ. Nhưng từ đâu mà anh có được cái sức mạnh đáng thán phục đó? Niềm tin vào một thế giới khác đã mang lại cho anh một cái xác đang chết, có được một sức bật dậy thật mạnh đó, như lời anh nói, có một nơi mà đau khổ phải dừng lại. Giữa cảnh đời là bể khổ, đi đến đâu người ta cũng sờ được cái tội nghiệp của mình, qua mấy chữ, sinh lão bệnh tử. Đức Kitô phục sinh là tin mừng được đem đến cho mỗi người chúng ta, mỗi cảnh sống. Từ khi sống lại cho đến lúc lên trời, Đức Kitô đã dùng nhiều cách để chứng tỏ cho thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Vâng, còn gì đáng sợ nữa khi người ta đã tận mắt thấy một sự sống vượt trên mọi đau khổ, vượt trên cả cái chết. Một thế giới giải trừ hết mọi lệ thuộc và tối tăm của đời người. Trong thơ của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu thành Ê-phê-sô, người viết: Xin người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được. Nhờ ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh. Đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu người trên trời. Đức Kitô về trời không phải là lìa xa nhân loại, mà để làm sáng lên cái tình thương Ngài đã dành cho nhân loại trong mỗi một người chúng ta trong mầu nhiệm nhập thể. Người đã lên nghĩa là gì nếu không phải là người đã xuống tận cùng các vùng thẳm sâu dưới mặt đất để tình thương đó chiếu một luồng sáng rực rỡ vào thân phận con người mỏng giòn, mở ra một cánh cửa thênh thang cho họ bước vào đời sống thần linh khi đạt tới tình trạng con người trưởng thành tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Thế mới hay, làm người là một ân huệ vô cùng cao quý. Dù có là ai đi nữa, thì mỗi một người chúng ta cũng mang nơi mình cái bản tính được Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài, và chính Ngài đã một lần mang lấy. Cuộc sống con người cao quý như thế nên không có gì lạ khi mẹ Thánh Teresa Calcutta nài nỉ tại Liên Hiệp Quốc: Quý bà, quý ông có con cái, xin đừng giết chúng. Ai không muốn nuôi chúng thì cứ đem đến chúng tôi nuôi cho. Một câu chuyện ngụ ngôn xin được gửi đến quý ông bà và anh chị em cùng quý vị. Trời mưa to trong một cơn giông bão, một quả trứng rớt ra từ một tổ chim đại bàng trên chòm núi cao. May thay, quả trứng đó rớt trúng ổ gà và được gà mẹ chăm sóc cho đến khi nở ra. Ngày ngày, chú đại bàng con hay là chú gà con đó chạy theo gà mẹ bới rác, mổ dế, bắt giun. Đôi khi nó nhìn lên trời cao, dõi theo cánh chim đại bàng hùng dũng oai phong, bay lượn giữa bầu trời bao la, lòng thầm ước ao mình cũng dang rộng đôi cánh, bay lượn được như vậy. Thỉnh thoảng, nó thử tung mình lên, đập cánh túi bụi và lộn nhào xuống đất với đôi cánh yếu ớt
vì chẳng mấy khi dùng đến. Cuối cùng, nó không buồn tập bay nữa, chỉ lo cắm cúi bắt giun bắt dế bên đống rác cuối vườn, như một con gà con không hề biết mình là đại bàng. Tôi cũng vậy, quý vị cũng vậy. Khi mình đặt mọi ước vọng vào thế giới trần gian này, trong cách suy nghĩ và hành xử, quên bẵng đi chiều kích cao quý của ơn gọi làm người là được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa trong Đức Kitô, thì tôi chỉ còn là con gà con. Tôi quên mất mình là dòng dõi đại bàng, vĩ đại, hùng dũng và oai phong. Tôi quên mất rằng quê hương của tôi là ở trên trời. Phải, thưa quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả, quê hương của chúng ta là ở trên trời. Có một câu chuyện kể lại rằng, khi Đức Giêsu về trời, tổng lãnh thiên thần Gabriel ngạc nhiên vì Ngài trở về sớm quá. Gabriel biết rằng công việc của Chúa Cha giao cho Đức Giêsu rất nhiều, không thể kết thúc trong thời gian chỉ có 3 năm như thế. Bởi vậy tổng lãnh thiên thần mới hỏi Chúa, sao Chúa về sớm vậy? Ta cũng muốn ở dưới đó lâu hơn, nhưng mà họ đã đóng đinh ta. Đóng đinh Chúa ư? Vậy là Chúa thất bại rồi. Chúa trả lời, không hẳn như vậy đâu. Trước đó ta đã kịp lập một nhóm tín hữu, từ nay về sau họ sẽ tiếp tục công việc của ta. Nhưng nếu họ cũng thất bại nữa thì chắc là chấm dứt luôn rồi. Chúa nói, ngược lại, họ lại thành công hơn, vì một đằng ta đã hứa sẽ ở cùng họ cho đến ngày tận thế, và đằng khác ta còn phái thánh thần đến giúp họ nữa. Như vậy sự kiện Chúa thăng thiên không phải là khép lại, nhưng là mở ra một sức hoạt động mới cho các tông đồ. Chỉ tới khi thăng thiên, Chúa Giêsu mới trao cho các tông đồ sức mạnh ấy, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa ở lại trong bí tích thánh thể, nơi đây sự sống vĩnh cửu thể hiện dưới hình thức của ăn, của uống, nuôi sống con người. Tình yêu hiến tế biểu lộ trong máu thịt là chiều sâu thẩm thấu nhất. Chúa ở lại trong tính cách của Thiên Chúa, đổ tràn vào tâm hồn là biến đổi từ bên trong, là thánh hóa những gì trần tục. Đó chính là thánh thần tình yêu của Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta. Sự kiện Chúa thăng thiên còn cho chúng ta nhiều ý nghĩa mang tính cách mặc khải. Ta chỉ gặp thấy trong Cựu Ước những ơn rất ngoại lệ qua hình ảnh tiên tri Isaiah và Enoch được đưa lên trời bằng xe lửa. Nhưng với sự kiện Chúa thăng thiên, người cất nhắc lên cõi trời muôn thuở, xác phàm nhân thân cát bụi yếu hèn. Hình ảnh Chúa thăng thiên chỉ cho ta thấy quê hương chúng ta là ở trên trời. Để người Kitô hữu không đánh mất căn tính của mình, Thánh Phaolô rất sâu sắc khi khuyên dạy chúng ta. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Và thành ngữ đăm đăm nhìn trời, bỡ ngỡ nhìn lên trời của các tông đồ ngày nay vẫn còn ứng dụng, chỉ khác nhau về mục đích. Khoa học nhìn trời cao để khám phá với biết bao nhiêu là bỡ ngỡ, nhưng là bỡ ngỡ trong bế tắc. Một nhà khoa học nói, một lời giải đáp của khoa học kéo theo 20 câu vấn nạn khác. Các văn hào thi sĩ thả hồn lên trời cao để nuôi sống những niềm hy vọng, rong ruổi những lãng mạn cho một thế giới ảo để mong làm vơi đi những khổ đau của đời trần tục, mà nhiều khi gặt hái những kết quả ngược lại. Những người khổ đau, thất vọng, chỉ biết nhìn lên trời cao để ai oán, để trách móc, để rủa thân phận bọt bèo của mình. Nói tóm lại, thời đại nào người ta cũng bỡ ngỡ nhìn trời cao. Nhưng chỉ có người Kitô hữu có lời giải đáp, lời đó đến từ thiên thần hiện ra và nói với các tông đồ. Hỡi những người Galilea, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông,
và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Đó là hình ảnh báo trước về tín điều được tuyên xưng trong kinh Tin Kính, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Từ niềm xác tín này sẽ làm cho người Kitô hữu sống thực tế hơn trong ý nghĩa cuộc sống của đời này. Bác ái toát lên từ một lương tâm tốt, công bằng được thể hiện trong tính hoàn toàn tự giác. Vật chất, tiền tài, danh vọng được sử dụng chỉ là một phương thế để xây dựng một nước trời tại trần gian đã được khai mở cùng với sứ vụ cứu độ của Đức Giê-xu. Nhưng mầu nhiệm Chúa Thăng Thiên đem lại ý nghĩa gì cho chúng ta, cho nhân loại? Chúa lên trời cũng có nghĩa là Ngài đang ở lại với chúng ta nhiều hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả, điều này chính là khẳng định của tin mừng Thánh Matthew khi tường thuật cuộc chia tay giữa Đức Kitô và các môn sinh của Ngài để lên trời. Sau khi truyền lệnh cho các ông ra đi loan báo tin mừng, Ngài đã đoan quyết Thầy sẽ ở lại cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Ngài lên trời để ở lại với chúng ta có quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ngài lên trời để ở lại với chúng ta trong lời của Ngài được công bố từng ngày, từng giờ và mọi nơi. Ngài lên trời để ở lại với chúng ta trong nhiệm tích thánh thể. Ngài lên trời để ở lại với chúng ta trong những người nghèo khó, hèn, đói khổ, bị bách hại, đau thương. Khi nào ngươi làm cho một người bé nhỏ nhất là ngươi đã làm cho chính ta. Ngài lên trời để ở lại với chúng ta trong giáo hội, trong những vị mục tử thay mặt Ngài chăn dắt đoàn chiên. Sự gì dưới đất cầm buộc, trên trời cũng cầm buộc. Ngài lên trời để ở lại với chúng ta khi chúng ta cùng họp nhau dâng lời cầu nguyện. Ở đâu có hai ba người họp nhau vì danh ta sẽ ở giữa họ. Chính nhờ mầu nhiệm lên trời mà Đức Kitô phục sinh không chỉ hiện diện trong những ngôi thánh đường nguy nga đồ sộ, trên cung thánh rực rỡ hào quang, mà Ngài còn hiện diện nơi những nhà tù tanh hôi, khát máu, nơi những chòi tranh vách đất nghèo nàn, nơi trái tim nồng cháy, nóng bỏng của những vĩ nhân như Đức Chân Phước Gioan Phaolô, hay nơi tâm hồn khiêm hạ đơn giản như Thánh Teresa Hải Đồng, Á Thánh Teresa Canquita. Còn chúng ta phải làm gì? Hãy tìm kiếm những sự trên trời. Nếu cách đây hơn 2.000 năm, các thiên thần đã nhắc khéo các tông đồ, tại sao các ông cứ đứng đó mà nhìn trời cao? Hãy quay về với mặt đất. Hãy quay về với sứ mệnh Thầy vừa trao truyền. Hãy quay về với thực tại đời thường để đem men tin mừng vào thúng bột thế giới, để đem ánh sáng chân lý cứu độ vào bóng tối trần gian. Và các tông đồ đã thật sự quay về để sau đó tung chân đi khắp nẻo đường loan báo tin mừng. Và sau hơn 20 thế kỷ, quả thật tiếng chúng đã vang cùng trái đất và lời chúng đã vang xa khắp cõi địa cầu. Chúng ta cùng sống mầu nhiệm thăng thiên hôm nay, đó là chúng ta vừa biết ngước cao đầu hướng về trời cao để nuôi giữ niềm tin yêu hy vọng vĩnh cửu, và vừa biết nhìn thẳng vào cuộc đời sống thường để biết xả thân xây dựng cuộc sống hôm nay tốt hơn. Chúng ta sống mầu nhiệm thăng thiên, đó là vừa biết giữ cõi lòng thanh thản khỏi mọi vướng bận và đam mê nhỏ hèn, ô trọc, nhầy nhụa vật chất và lạc thú tầm thường. Vừa biết cần cù xây dựng công lý và yêu thương, sẵn sàng biết cho đi và quảng đại quyên mình. Chúng ta cùng sống mầu nhiệm thăng thiên, đó là biết không ngừng chắp cho mình một đôi cánh đại bàng để bay cao khỏi vũng lầy của cái danh cái lợi, hận thù ghen ghét, để nhìn xa về phía trước, nhìn lên tận cõi cuối trời mà tin rằng có một quê nhà đích thực đang mở rộng cửa đón đợi, như câu chuyện của một nhà truyền giáo
đã sống hơn 20 năm tại Phi Châu, cùng đáp một chuyến bay trở về Mỹ với Tổng thống Roosevelt đi săn hươu cao cổ từ Phi Châu trở về. Khi cập bến, trên bến cảng có đông đủ quan khách, ngoại giao đoàn đến đón Tổng thống và nồng nhiệt chúc mừng ngài đi săn về bình an. Không ai để ý gì tới nhà truyền giáo suốt đời lo việc Chúa. Nhà truyền giáo thấy vậy đã thầm trách Chúa rằng: "Đấy, Chúa thấy chưa? Ông Tổng thống đi nghỉ hè, đi săn bắn trở về, mà người ta đón rước như thế. Phần con đã chịu cực khổ phục vụ Chúa và anh em nghèo khổ tại Phi Châu suốt 40 năm. Thế mà hôm nay chẳng ai đói hoài. Thật là tủi thân Chúa ơi." Nhưng ngay lúc đó, nhà truyền giáo nghe Chúa mách nhỏ: "Này con, đừng vội thất vọng. Con chưa trở về quê hương thật của con mà." Thưa quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả, chúng ta hôm nay cũng thế, chúng ta chưa về quê hương thật của chúng ta đâu. Vì thế chúng ta hãy vui lên mà dấn thân làm chứng, mà ra đi gieo rắc yêu thương và hy vọng, khoan dung và tha thứ. Hãy cố gắng trở thành những hạt lúa mì mục nát giữa dòng đời, chắc chắn một ngày mai rạng ngời đang đón đợi. Và một nhiệm thăng tiên hôm nay là cánh cửa của niềm hy vọng đang mở ra để đón chờ chúng ta trong một ngày không xa. Vì như lời kinh tiền tụng, người lên trời không phải để lìa xa chúng con là những kẻ yếu đuối, nhưng vì là đầu và là thủ lãnh của chúng con. Người đã lên trước để chúng con là những chi thể của người vững một niềm tin tưởng cũng sẽ được lên theo. Xin cầu chúc quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả một đêm an bình trong vòng tay thân thương của Đấng đã lên trời dọn chỗ cho chúng ta và là niềm hy vọng viên mãn cho chúng ta. Anh muốn kia bình minh cùng đất cánh chiếu lên tháng ấy vì hòa Chúa từ nơi dương xa đưa đến chốn tim cùng xa tươi giờ già tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thân cầu Chúa, muôn ngàn ân phúc xuống cõi trần trước đường.